Tạo tượng Phật có 11 thứ công đức. 1. Đời đời kiếp kiếp, mắt sáng suốt thấy rõ. Tại sao có quả báo như thế? Vì trong đời quá khứ đã tạo tượng Phật, cho nên mắt thấy rõ sáng suốt. 2. Sinh vào nơi chẳng có người ác, bất cứ chung quanh, phải, trái, trước, sau, chỗ của mình ở, họ hàng bạn bè đều là người tốt, chẳng gặp người ác, thú dữ hoặc các hiểm nạn. 3. Sinh trưởng trong nhà giàu. Sinh vào nhà giàu có, vừa có tiền vừa có địa vị. 4. Thân thể màu hoàng kim. Tại sao thân thể của chúng ta chẳng phải màu hoàng kim? Vì trong quá khứ chẳng tạo tượng Phật. 5. Châu báu dồi dào. Nơi nào cũng đầy đủ châu báu. 6. Sinh vào nhà hiền lành. Sinh vào nhà người hiền lành. 7. Được sinh làm vua. Công đức tạo tượng Phật, đời sau được sinh làm vua. Bây giờ có những nước chẳng có vua, nhưng làm tổng thống và vua đều giống nhau. 8. Được làm chuyển luân dương. Làm chuyển luân dương càng trân quý hơn. Chuyển luân dương một khi mà tu thì thành Phật. 9. Không những làm vua ở nhân gian, mà còn có thể sinh về cõi trời, sinh về Phạm Thiên thọ mạng lâu dài. 10. Chẳng đọa vào đường ác. Người đã từng làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào ba đường ác. 11. Đời đời kiếp kiếp, kính trọng Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc. Đó là 11 thứ công đức tạo tượng Phật. Người tạo tượng Phật tướng mạo rất viên mãn. Tại sao tướng mạo của Phật viên mãn như thế? Vì trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng biết Ngài đã tạo bao nhiêu tượng Phật. Bạn thử tính xem, Ngài gặp bao nhiêu vị Phật ra đời? A Tăng kỳ kiếp thứ nhất gặp hơn 75.000 vị Phật. A Tăng kỳ kiếp thứ hai gặp hơn 76.000 vị Phật. A Tăng kỳ kiếp thứ ba gặp hơn 77.000 vị Phật. Gặp nhiều vị Phật như vậy thì tất nhiên Ngài tạo tượng Phật càng nhiều hơn. Nếu tính thì chẳng biết được số lượng, cho nên tướng mạo của Ngài viên mãn phi thường. Tạo tượng Phật không những tướng mạo viên mãn, mà còn khiến cho người sinh tâm ái kính, tu phước tu huệ. Thuở xưa tại Tứ Xuyên, có một người chuyên đọc Kinh Kim Cang và dùng tay biên Kinh Kim Cang ở trong hư không. Mỗi ngày đều đứng tại chỗ đó biên. Về sau, mỗi khi trời mưa, thì chung quanh chỗ ông ta biên Kinh Kim Cang, mưa chẳng rớt xuống đất. Người đã khai mở ngũ nhãn mới thấy được. Tuy ông ta dùng tay biên Kinh Kim Cang ở trong hư không, song Thiên Long Bát Bộ cũng đều bảo hộ bộ Kinh Kim Cang này, khiến cho nước mưa chẳng rớt vào chỗ này. Cho nên về sau cũng tại chỗ này tạo dựng một ngôi chùa. Do đó, có thể thấy chỉ dùng tay biên ở trong hư không mà có cảm ứng lớn như thế. Chuyện này ghi ở trong Linh Dị Lục của Kinh Kim Cang là chuyện có thật. Những người nói ở trên, những người tạo tượng Phật, từ từ tích công đức, tích lũy công đức dần dần, đầy đủ tâm đại bi, hiện tại đều thành Phật đạo.